người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay nha. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có từ Bạc Liêu. Bạc Liêu là một tỉnh ở Việt Nam mình nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm, các bạn theo chân mình làm nhé. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay nha. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có từ Bến Tre. Bến Tre là một tỉnh ở thành ở Việt Nam nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm mọi người. Ôi, Bến Tre quê của Rách rồi. Ừ, luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhá. Rách 5 triệu. Các anh có thấy được video này thì em xin nhận là em là rùa nhá. Các bạn. Rách. Mình đang bắt đầu với màu xanh lá mạ nha. Ai đường cầu đi được rồi sao nhỉ? Đi rồi. Ai đi đầu? Phải thế. Xe hết sạch răng, kẹo như vậy có khi tích đấy. Không có một giọt răng nào, nhưng mà cái hạt lây ai chưa kéo. Chắc là kéo ra thì vẫn đi được. Màu hồng. Hồng nhạt nha. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tên lò con cùng với bạn nha. Mình sẽ tên lò. Xin chào các bạn. Tôi mở cái nào để cho các bạn xem. Đây nha mọi người, đây là hai màu của mình nha. Mọi người, đây là hai màu của mình. Tiếp theo mình sẽ sỏ màu xanh ngọc. Nhà em dai của bánh trung thu đấy chị. Không, chị mở thằng thành. Nhà mẹ hôm qua chị đào mất hai cái rồi chị không ạ. Nhà chị như còn là bánh gì đâu, sao đi. Bánh gì chị cũng ăn. Ngọt lắm, bánh dẻo trắng ngọt lắm. Nên là cái gì chị thấy mày có thích cái gì bao giờ đâu. Thì thích thì thích ăn, nhưng mà kiểu như là mày ngu, chị bảo mày mày có thích cái gì bao giờ đâu, mày phải bảo thích chị chứ đấy. Nói gì? Biết bằng thật. Biết bằng thật, biết bằng thật chứ. Như? Nói gì? Em không biết gì. Để anh em rõ hơn, anh nghe rõ hơn. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây là ba màu của mình nha mọi người. Đây là ba màu của mình nha mọi người. Bây giờ sẽ sỏ màu tím nhá. Là màu vàng đi. Mày không cho anh dài mày đi khám đi nghĩa. Cho tay nhau thứ kia. Nhận đi, nhận đi. Ê? Đừng mời. Trời ơi, mày chỉ quay được một cái video TikTok. Lên được. Cái rồi nè. Mày nhắc
lên được. Cho ta nghe. Coi đi. Ngày hôm 18. Mấy quả nghe, đi ra ngày 18. Nó chỉ hỗ trợ từ 11 thôi mà. Ừ, dòng X thì năm nay là nốt cuối cùng. Nhắc đến 17 nghe sao mà. Mà không biết, không biết là từ 11 hay X, không biết từ dòng 11 hay dòng X. Đợi ý em. Nói chung là một trong hai cái là hết rồi. Thì nghe đến từ X ra không biết này. Là được lên. Chị có thể là tháng kia ăn bữa thôi nhá. Tháng này lấy lương, tháng sau lấy lương nữa là đi mua điện thoại đi chưa. Ăn nghĩa nghĩa là mình ăn đi một tập phát đã về luôn. Hai chị em nhà em đi mua điện thoại đúng không ạ? Đèo nhau đi mua để ăn đi im con người ơi. Tôi bảo xong một cái nha, không to không như này nó kiệt tỏi mà đêm lắm này kiệt tỏi cái gì đấy là lấy lại cái video nhá. Nó đi làm suốt chứ không phải là nó nghỉ đâu. Đi ăn đi, đi Hà Nội ăn đi rồi xử lý. Đi đeo đi. Đi ăn. Đây là con chú hỏi con rồi, để tôi mời xong một cái. Con hỏi con đi. Con bỏ trắng như bóng. Mắt là chú đánh mắt khô chú. Anh đi nghe em đi chọn cho chất yêu rồi. Khi thật ra thì phải là 10 người khác. Em mua điện thoại gì? Mua một thằng ơi, mua 12 ơi. À. Chị ấy có 12. Zin thì chị không quan trọng lắm. Zin thì cái màn nó pin thay rồi còn sướng hơn. Cái màn nếu cái màn zin thôi thì là cũng được. Điện thoại trên này bây giờ. Các bạn ơi đây nha, chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu bạn thích thì có thể cho một like, thì chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn ơi đây là chiếc vòng của mình. Chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chị có thể là em chứ chẳng có thể là ai. Này ai đi dạ dạ dạ. Sao chơi nhiều thôi hết. Chơi nhiều quá không làm được gì hết. Chắc là tháng sau tiền mua điện thoại không? Giờ chị đang thiếu 2 triệu tiền học đây này. Học cao đẳng kia là 18 triệu. Một năm? Giết người. Thì cũng bình thường. Đó, những người đọc khác. Thì theo với những